Chào tất cả anh em trên toàn quốc. Mình mới về được một mặt hàng rất là đặc biệt, mình giới thiệu với anh em. Đợt này mình giới thiệu với anh em một cái đầu búa đồng của Nhật, Nhật Bãi. Một đầu búa đồng làm rất là đẹp. Một đầu búa này gọi là đầu búa chuyên dụng để anh em ta gõ sỉ hàng mà không bắn tia lưới điện. Cái mẫu búa đồng đầu đồng này nó là đồng hợp kim nha anh em. Đó, nó là thiết kế đồng hợp kim. Đó, trong này nó có pha một tỷ lệ hợp kim. Mục đích của nó là gì? Nó để ứng dụng là nó giữ được cái độ đồng khi quá trình anh em đập, nó không bị biến dạng cái đầu búa, được sử dụng lâu dài hơn. Có nhiều anh em không hiểu cứ đòi đồng 100%. Đồng thì nó 100% thì nó mềm xèo, đập một cái là nó móp ngay. Thì lấy đâu ra mà xài được lâu dài? Cho nên là hàng Nhật nó tính hết rồi, nó phải có một cái tỷ lệ hợp kim vào trong này để nó giữ được cái đầu búa nó sử dụng lâu dài hơn. Mục đích của nó là như vậy. Cho nên là cái đầu búa đồng hợp kim này nó không phải là đồng 100%, nhưng mà tỷ lệ đồng nó cũng 70-80% trong này. Nó pha vô một tỷ lệ hợp kim vô để nó giữ được cái đầu búa cho nó chắc chắn và sử dụng được lâu dài. Thì tổng trọng lượng của cái đầu búa đồng này nó nặng là 500 g. Chiều dài từ đầu búa tới đầu đập là 14 phân. Và cái đường kính cái đầu đập là 3 phân. Đó, nặng 500 g. Cái mẫu đầu búa đồng này anh em ta về sử dụng trong công việc thì cũng rất là tuyệt vời, đập không để bị trầy xước sản phẩm hoặc móp méo. Đối với những anh em mà chuyên dụng làm cơ khí á, thì hay sử dụng cái đầu búa đồng. Còn những anh em nào sưu tầm á, thì mua gỗ chắc hay gỗ lim gì đó, anh em ta tạo thành cái cán đẹp để gắn vô thì cực kỳ tuyệt vời, mang tính thẩm mỹ rất cao. Thì mình bán cái đầu búa đồng hợp kim của Nhật Bãi này với giá là 200 ngàn chưa phí vận chuyển. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ bên phía mình. Đó, số lượng chỉ còn được vài chục cái thôi. Đó, anh em nào yêu thích cái đồ đọt đẹp thì liên hệ bên phía mình. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn anh em.